Nhã Phương đi Thái Lan ngay sau màn cầu hôn chấn động của Trường Giang. Theo nguồn tin mới nhất, ngay sáng nay, diễn viên Nhã Phương đã lên đường sang Thái Lan. Sau màn cầu hôn của Trường Giang dành cho Nhã Phương gây chấn động showbiz ngay trên sóng trực tiếp tối ngày 18 tháng 1, dư luận rất quan tâm đến phản ứng của hai nhân vật sau sự kiện bất ngờ này. Phía những người làm chương trình cho rằng Trường Giang đã gây ảnh hưởng đến không khí của buổi lễ trao giải khi tận dụng sóng để làm việc cá nhân. Mặt khác, sự kiện này cũng khiến phần vinh danh các nghệ sĩ nhận giải cũng không được quan tâm, chú ý. Phần đông khán giả cho rằng Trường Giang cầu hôn trước hàng triệu khán giả khiến Nhã Phương khó xử và khó lòng từ chối. Biểu cảm của Nhã Phương ngay trong phần cầu hôn khiến rất nhiều người quan tâm đến cảm nghĩ của Nhã Phương, bởi trong suốt chương trình, Nhã Phương không có bất kỳ lời nói nào. Chắc nhiều người còn nhớ, trong lễ trao giải Mai Vàng 2016, khi Nhã Phương cũng được nhận giải, nữ diễn viên điện ảnh truyền hình được yêu thích nhất, còn Trường Giang nhận giải, nam diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất. Trong bài phát biểu, Trường Giang cũng đã nhắc đến người yêu của mình. Trường Giang chia sẻ, tôi không dám hứa trước điều gì vì cuộc đời không thể nói được điều gì, nhưng tôi là người đầu tiên buồn trong nỗi buồn của người ta, đau trong niềm đau của người ta. Nếu người ta muốn thì Trường Giang ngừng thở. Cảm ơn Nhã Phương, anh yêu em rất nhiều. Trong tối qua, ngay sau khi chương trình kết thúc, Nhã Phương lên xe về nhà cùng Trường Giang. Nam diễn viên nắm chặt tay Nhã Phương và gương mặt khá căng thẳng. Trường Giang cầu hôn Nhã Phương trên sóng trực tiếp trở thành tâm điểm chú ý của khán giả và nghệ sĩ. Trong khi dư luận dậy sóng, nhiều ý kiến trái chiều xung quanh màn cầu hôn này thì hai nhân vật chính hoàn toàn im lặng và không có bất kỳ chia sẻ nào về sự việc trên. Trên trang cá nhân của hai người cũng không ai chia sẻ gì thêm. Khi chúng tôi liên lạc, quản lý của diễn viên hài Trường Giang từ chối cuộc gọi, không nghe máy. Về phía diễn viên Nhã Phương, được biết sáng nay cô đã lên đường sang Thái Lan để thực hiện clip quảng cáo cho nhãn hàng mà cô đang đại diện thương hiệu, và đến ngày 26 tháng 1 cô mới trở về Việt Nam. Nhã Phương cũng không có bất cứ động thái hay chia sẻ nào về sự kiện quan trọng diễn ra trên sóng truyền hình khiến dư luận quan tâm. Nhã Phương và Trường Giang đã rạn nứt trước vụ cầu hôn. Sau màn cầu hôn gây chú ý của Trường Giang, nhiều luồng thông tin dẫn tới nghi vấn về mối quan hệ rạn nứt giữa Mười Khó và Nhã Phương. Hôm 18 tháng 1, Trường Giang gây xôn xao khi cầu hôn Nhã Phương ngay trên sóng truyền hình trực tiếp tại đêm trao giải Mai Vàng do báo Người Lao Động tổ chức. Anh xúc động thổn thức và có phần luống cuống khi ngỏ lời với Nhã Phương. Cho đến hôm nay, dư luận vẫn đặt câu hỏi, họ có trở thành người một nhà hay không? Trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin tiêu cực như Nhã Phương trả nhẫn cho Trường Giang ngay khi về chung cư, hay việc họ xảy ra tranh cãi lớn, cãi nhau ngay tại khu vực thang máy tòa nhà trong đêm 18 tháng 1. Nguồn tin riêng của chúng tôi cho biết Nhã Phương và Trường Giang đã rạn nứt từ trước lễ trao giải. Tuy nhiên, đối diện những nghi vấn rạn nứt, phía Trường Giang hay Nhã Phương đều giữ động thái im lặng. Hai nhân vật chính không lên tiếng, nhưng dư luận tin rằng cặp đôi thực sự đã không còn ngọt ngào từ vài tháng nay sau những tín hiệu lạ. Tình huống cũ, hành xử khác. Kể từ khi công khai yêu Trường Giang vào năm 2016, cặp đôi gặp không ít sóng gió đời tư. Họ cũng nhiều lần bị đồn đã chia tay, nhưng trước mọi nghi vấn, họ lại được trông thấy tay trong tay ở một sự kiện nào đó hoặc ngoài đời thường. Tuy nhiên, từ tháng 12 năm 2017, Nhã Phương và Trường Giang đã không còn đi chung. Hôm 11 tháng 1, dân mạng truyền tay nhau loạt ảnh cặp đôi đi ăn tối tại một nhà hàng. Khác với hình ảnh tình cảm thường thấy, Nhã Phương ngồi nép vào góc tường, mặt nhăn nhó khi ở bên Trường Giang. Trong khi đó, Mười Khó vui mừng ra mặt. Anh không né tránh ống kính đang hướng về mình. Tại lễ trao giải Mai Vàng 2017, Nhã Phương cũng không đi cùng Trường Giang dù họ đều có tên trong danh sách khách mời. Trên thảm đỏ, nữ diễn viên tay trong tay với Ngô Kiến Huy, còn Mười Khó thậm chí đến trễ mà không thông báo với ban tổ chức. Một khán giả trong FC của Trường Giang cho biết nhiều người hâm mộ có mặt tại đó bất ngờ khi không thấy anh xuất hiện trên thảm đỏ. Nữ diễn viên Bích Trâm, người ngồi kế Nhã Phương tại đêm trao giải, tiết lộ Trường Giang đã nhờ người hẹn gặp riêng bạn gái, nhưng đề nghị của anh bị khước từ, Nhã Phương quyết không ra ngoài gặp. Nữ diễn viên con gái ông Trùm cho rằng hành động cầu hôn sau đó là sự nóng lòng và làm theo cảm xúc của Trường Giang. Trả lời chúng tôi, Biết Trâm trò. Biết cô chỉ chia sẻ những gì đã chứng kiến. Tuy nhiên, cô không muốn bình luận sâu về chuyện đời tư của hai nghệ sĩ. Hình ảnh gây tranh cãi nhất là biểu cảm của Nhã Phương khi chứng kiến màn cầu hôn bất ngờ. Cô gần như đơ trước ống kính,
Hưởng gạo đến mức không thể cười, không đưa tay nhận nhẫn cầu hôn. Hình ảnh này bị mang ra so sánh với câu chuyện năm 2016. Khi đó, cũng trên sóng Mai Vàng, Trường Giang nói yêu đến từng hơi thở trước hàng nghìn khán giả. Lúc đó, Nhã Phương đã xúc động suýt khóc và cười hạnh phúc. Cô ấy đã thay đổi rồi. Cảm giác Nhã Phương không thích việc cầu hôn này. Nhìn clip cầu hôn, tôi thực sự nghĩ họ đã chia tay. Một độc giả bình luận và nhận được nhiều sự tán đồng. Nhã Phương nhiều lần lấp lửng về rạn nứt. Trên trang cá nhân Nhã Phương, nhiều lần, cô gây chú ý khi bóng gió nói về sự đổ vỡ. Niềm hạnh phúc của ngày hôm nay có thể chỉ là những ký ức vụn vỡ của ngày sau. Khi ta đem hết lòng, hết cả trái tim yêu một người, sẽ chẳng nghĩ đến những đớn đau có thể xảy ra. Nhã Phương nói về tình yêu hôm 3 tháng 1. Chỉ đến khi những ngày tháng hạnh phúc trở thành quá khứ, có người sẽ nhớ, có người sẽ quên, sẽ có cả những nỗi day dứt khôn. Nguôi, nữ diễn viên yêu đi đừng sợ trải lòng. Bao lâu cho một nỗi đau nguôi ngoai, bao lâu cho những kỷ niệm hóa thành mây trời lặng lẽ trôi. Bao lâu cho những nụ cười trở lại trên môi. Bao lâu đủ để quên một người, Covid hôm 10 tháng 1. Khi Nhã Phương, Trường Giang đều im lặng, dư luận đặc biệt quan tâm tới phản ứng từ gia đình và bạn bè. Ngay sau phần cầu hôn gây tranh cãi, gia đình Nhã Phương kín tiếng với truyền thông. Về phía Trường Giang, anh trai cũng là quản lý của anh lại chia sẻ nhiều trạng thái khó hiểu sau sự việc ồn ào. Cuối cùng, ai là người thương cha hả con gái? Anh viết vào thời điểm Trường Giang đang cầu hôn trên sóng truyền hình. Tôi không liên quan đến cuộc đời ai nên vui lòng đừng gọi hay nhắn tin cho tôi nữa. Anh trai Trường Giang viết thêm. Ở phần bình luận, diễn viên Minh Luân nhắn nhủ anh trai, mười khó. Em thấy cũng vui mà anh, nên chúc phúc đi. Trong khi đó, người chị thân thiết với Trường Giang, diễn viên Hài Cát Phượng gửi lời chúc phúc đến đàn em. Nhưng cô khẳng định, cảm nhận được nếu Trường Giang không nói được hôm nay, em sẽ không còn cơ hội để được nói. Cô kể mình mừng khi chứng kiến, gương mặt Giang sung sướng, nhẹ nhõm khi bé Phương chịu đeo nhẫn cưới. Đạo diễn Mai Vàng, Trường Giang đi muộn, hành xử không thể chấp nhận. Mai Thắm, đạo diễn dàn dựng giải Mai Vàng, cho biết MC định thông báo Trường Giang không đến nhận giải, thì nam diễn viên bất ngờ từ ngoài sông lên sân khấu và chiếm sóng 3 phút. Đạo diễn Mai Thắm, đạo diễn dàn dựng của lễ trao giải Mai Vàng tối 18 tháng 1, cho biết tình huống Trường Giang cầu hôn Nhã Phương trên sân khấu gây nhiều rắc rối cho ban tổ chức vì anh không hề thông báo trước và còn suýt vắng mặt tại lễ trao giải. Thêm vào đó, việc Trường Giang ăn mặc thiếu chỉnh chu không thể chấp nhận được. Từ ngoài sông lên sân khấu cũng là cách hành xử không đẹp, khiến tình huống cầu hôn thiếu đi sự lịch lãm, dễ thương cần có. Đạo diễn Mai Thắm cho biết, tôi không nói riêng một mình Trường Giang gây trễ, tôi nói là đến phần Trường Giang lên, chương trình đã bị trôi sóng 7 phút rồi. Vì trước đó, mỗi nghệ sĩ lên lại làm trôi sóng một ít. Theo quy định của chương trình, nghệ sĩ lên trao giải chỉ được 1 phút còn nghệ sĩ lên nhận giải được 30 giây để phát biểu. Điều đó được chúng tôi quán triệt với mọi nghệ sĩ trước khi ra sân khấu. Nhưng riêng phần xuất hiện của Trường Giang kéo dài 3 phút, tính cả phần của anh ấy, chương trình bị lố sóng đến 12 phút lận và phải cắt một màn biểu. Diễn kết và hai phần trao giải dành cho nam và nữ ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất. Trường Giang năm nào cũng được thông báo nguyên tắc 30 giây như vậy vì anh là nghệ sĩ rất được khán giả Mai Vàng yêu thích. Mọi năm, anh đều xuất hiện rất chỉnh chu, nghiêm túc và đi cùng với Nhã Phương. Riêng năm nay, không hiểu do sự cố gì mà Trường Giang đến muộn, đến mức ban tổ chức tưởng rằng anh ấy không đến nữa và MC đã chuẩn bị thông báo trên sóng là hôm nay Trường Giang không đến. Thì đúng lúc đó, Trường Giang từ ngoài sông vào và đi thẳng lên sân khấu, không hề vòng qua cánh gà. Các thành viên ban tổ chức không thể cản anh ấy lại vì không thể tự ý đi lên sân khấu, còn bên bảo vệ cũng không cản vì họ nhận ra đó là Trường Giang và cho rằng anh ấy lên nhận giải là bình thường. Không ai biết được rằng Trường Giang định tận dụng sóng để làm như vậy. Về việc đến muộn thì đây là mùa cuối năm, nghệ sĩ thường có rất nhiều chương trình nên đến sát giờ. Ban tổ chức cũng chuẩn bị sẵn tinh thần là Trường Giang không đến. Việc chiếm sóng để cầu hôn sẽ dễ thương nếu người cầu hôn có sự xuất hiện chỉnh chu hơn và có sự đồng ý của ban tổ chức. Còn ở đây, Trường Giang không hề có sự đồng ý của ban tổ chức. Ban tổ chức không được thông báo, ekip đạo diễn không hề hay biết gì. Nếu có sự thỏa thuận từ trước, có thể tiết mục đó vẫn được lên sóng trong phạm vi thời lượng phù hợp, với hình thức phù hợp. Vì thực tế là Trường Giang cũng từng nói lời yêu Nhã Phương trên sân khấu giải Mai Vàng cách đây ít năm. Khi đó,
Anh ấy cũng không thông báo trước nhưng đó là một lời chia sẻ cảm xúc rất dễ thương. Năm đó cả Trường Giang và Nhã Phương đều được đề cử, hơn nữa cũng không chiếm thời lượng nhiều nên chuyện đó hoàn toàn ổn, ban tổ chức hoàn toàn chấp nhận. Còn như năm nay, chuyện vượt qua khuôn khổ, chúng tôi không thể chấp nhận. Tôi có trợ lý đạo diễn phụ trách MC, phía VTV cũng có biên tập. Trước tình huống đó, cả hai bên đều đưa ra yêu cầu cắt ngắn phần đó vì đã trễ giờ rồi. Đạo diễn liên tục yêu cầu MC cắt ngang tình huống bằng lời cảm ơn hay cách nào đó. Khán giả có thể thấy Quý Bình nói, cảm ơn, liên tục nhưng không có tác dụng gì cả. Trường Giang nên đến sớm hơn, ăn mặc chỉnh tề hơn. Ngày hôm qua, riêng trang phục đến nhận giải của anh ấy là đã không thể chấp nhận được rồi. Những năm trước, anh ấy đều rất nghiêm túc. Hành động của anh ấy ngày hôm qua đúng là hơi thiếu kiềm chế. Đạo diễn Mai Thắm bức xúc. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.